Hello tất cả mọi người, Su xin chào mọi người. Ngày hôm nay mọi người thấy Su mặc bộ dài có đẹp không nè? Đó, rất là đẹp đúng không? Và đặc biệt nữa, ngày hôm nay Su có một cái băng đô. Đó, cái băng đô cài tóc rất là đẹp. Và mọi người có biết là cái băng đô này Su làm từ cái gì không? Đây thì Su sẽ giới thiệu cho mọi người xem nha. Đây, cái băng đô này Su làm từ một cái thứ rất là quen thuộc cho chúng ta. Đó, để bây giờ mở ra từ từ cho coi nè. Đó, bắt đầu mở ra nè. Bây giờ sẽ mở ra từ từ cho mọi người xem nha. Cái băng đô này quấn kỹ lắm. Đó. Tháo ra từ từ. Tháo ra. Bây giờ bắt đầu tháo ra nè. Cái băng đô này hả? Rất là kỹ, quấn rất là kỹ cho nó chắc đó mọi người đó. Phải buộc lại rồi đó. Bây giờ sẽ tháo ra cho mọi người coi nha. Đây. Đó. Cài ở dưới nữa để cho nó chắc đúng không? Bây giờ tháo từ từ. Đó, nó dướng tóc đó, thấy chưa? Tháo ra. Nó dướng kẹp tâm nè, đó, thấy chưa? Giờ phải tháo ra từ từ. Đó, đây là cái băng đô của Su nè mọi người, đó. Nó dướng nè. Mọi người có biết làm từ cái gì không? Đây. Làm từ cái quần nha mọi người nha. Đây là cái băng đô làm từ cái quần áo dài, đó. Quần hai ống đàng hoàng, thấy chưa? Đó, cái quần áo dài. Cái quần áo dài mà mình vẫn có thể mình lấy làm cái băng đô được, mọi người thấy rõ chưa đó? Cái quần áo dài đẹp ghê chưa? Thấy không? Đó. Đây là lần đầu tiên, hồi đó giờ mình nghe nói đội quần đúng không? Chưa ai biết cảm giác nó như thế nào hết. Tôi đã trải nghiệm được cảm giác đội quần là như thế nào rồi đó. Cái băng đô thì nó đẹp dễ sợ vậy đó ha. Rồi, mai mốt mà ai mà không có băng đô, mình lấy mấy cái quần ra mình đội nghe chưa? Trời ơi, nó rất là đẹp luôn. Đó.